Arsenal thua sốc Porto tại Champions League. Đêm qua, loạt trận 16 đội Champions League đã diễn ra với nhiều diễn biến đáng chú ý. Tại Bồ Đào Nha, dù phải đá sân khách, nhưng Arsenal cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp trước đối thủ Porto bị đánh giá yếu hơn. Các học trò của huấn luyện viên Arteta kiểm soát bóng chặt chẽ và ép sân hòng tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng, dù cầm bóng, các chân sút bên phía pháo thủ lại không có đủ sự chính xác ở bên 1/3 cuối sân. Trong khi đó, hàng thủ của Porto dưới sự lãnh đạo của lão tướng Pepe đã luôn đứng vững để hóa giải những làn sóng mà Arsenal tạo ra. Cầm bóng 66% đến phút thứ 90, tung ra sau cú đá nhưng không trúng đích lần nào. Arsenal đã phải trả giá. Phút 90+4, trong nỗ lực tấn công muộn màng của mình, tiền vệ Galeno đã có một pha cơ long từ xa đẹp mắt hạ gục thủ thành Raya. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ cuối cùng ấn định chiến thắng cho Porto cho Arsenal. Một kết quả quá nghiệt ngã với thầy trò Arteta, nhưng xứng đáng khi họ đã không thể giải quyết trận đấu sớm dù áp đảo từ đầu. Hai đội sẽ đá trận đấu lượt về hôm 13 tháng 3 trên sân Emirates. Ở trận đấu còn lại, Barca và Napoli đã hòa nhau 1-1. Ronaldo tỏa sáng đưa Anas vào tứ kết AFC Champions League. Rạng sáng ngày 22 tháng 2, Anas bước vào trận đấu lượt về vòng 1/8 cúp C1 châu Á 2023-2024 gặp đối thủ Al Fayhar. Thế trận một chiều đã diễn ra ngay từ đầu tại sân vận động Al Awan khi Anas chiếm ưu thế về kiểm soát bóng, với Marcelo Brozovic thi đấu cực hay ở vị trí lùi sâu của hàng tiền vệ. Và họ không phải đợi lâu để khai thông bế tắc khi Otavio đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền hoàn hảo của Al Khaibari ở phút thứ 17. Anas tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ hai sau giờ nghỉ và Ronaldo đã tìm được mảnh lưới đối phương, nhưng anh đã bị thổi phạt việt vị sau khi rơi vào tư thế việt vị. Tuy nhiên, chỉ còn 4 phút nữa là đồng hồ điểm đến phút 90, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã định chiến thắng bằng cách ghi tên mình lên bảng tỷ số. Một pha cản phá nửa vời của thủ môn Vladimir Stojkovic đã bật ra và bóng tìm đến vị trí thuận lợi cho Ronaldo dứt điểm. Người chỉ đơn giản là đưa bóng vào khung thành để ấn định chiến thắng 2-0 và tổng thắng lợi 3-0 trong hai lượt trận cho đội chủ sân Al Awan. Liverpool hủy diệt Luton. Tiếp đón Luton trong trận đấu sớm vòng 26 ở Anh diễn ra rạng sáng ngày 2 tháng 2. Liverpool là đội nắm quyền kiểm soát từ đầu trận. Luton sau đó gây bất ngờ khi là đội mở tỷ số với pha đánh đầu của tiền vệ Opene vào phút thứ 12. Bàn thua khiến Liverpool phải tăng cường sức ép nhưng luôn gặp khó khăn ở khâu dứt điểm cuối sân. Phải sang tới hiệp 2, các cổ động viên của đội chủ nhà mới được ăn mừng. Liên tiếp các phút thứ 56 và 58, bộ đôi Hà Lan gồm đội trưởng Van Dijk và Cody Gakpo đánh đầu ghi hai bàn thắng đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1. Những phút sau đó chứng kiến Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Tới phút thứ 71, Luis Diaz sau nhiều nỗ lực đã có được bàn thắng của riêng mình với tình huống đi bóng dứt điểm về phía cột gần bên trái. Đội chủ nhà sau đó ghi thêm một bàn thắng ở phút 90 do công của Harvey Elliott ấn định tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp Liverpool có được 60 điểm sau 26 vòng đấu. Họ tiếp tục dẫn đầu ngoại Anh với 4 điểm nhiều hơn Man City nhưng đã nhiều hơn một trận. Một màn chạy đà tốt của thầy trò huấn luyện viên Klopp trước trận chung kết Carabao Cup gặp Chelsea cuối tuần này. Mbappe ấn định ngày ra mắt Real. Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định Mbappe sẽ chính thức gia nhập Real Madrid bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, sau khi cầu thủ này hết hợp đồng với PSG vào ngày 30 tháng 6. Nhưng thực ra thời điểm ấy, Mbappe đã cùng đội tuyển Pháp tham dự vòng chung kết Euro 2024. Thế nên, mọi thứ có thể sẽ được công bố sớm hơn, ngay sau khi PSG chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải. Sở dĩ cho đến hiện tại, các bên chưa chính thức công bố là bởi PSG còn khả năng đối đầu Real Madrid ở Champions League. Hiện tại vẫn còn nhiễu loạn thông tin về mức lương của Kylian Mbappe sau khi gia nhập đội bóng chủ sân Bernabeu. Tờ Marca cho biết, Mbappe nhận lương sau thuế khoảng 15 đến 20 triệu euro trong năm đầu tiên ở Bernabeu. Điều đó có nghĩa Mbappe sẽ vượt qua Toni Kroos để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Real, bỏ xa bộ đôi Vinicius và Jude Bellingham, cùng hưởng mức lương 21 triệu euro trên mùa trước thuế. Tuy vậy, nguồn của nhà báo Romano lại khẳng định Mbappe nhận lương cố định tại Real Madrid tương đương Vinicius và Bellingham, khoảng 10,3 triệu euro trên năm sau thuế. Căn cứ theo nguồn tin của Fabrizio Romano, lương của Mbappe tại Real Madrid kém 22 triệu so với ở PSG. Mbappe bỏ túi 32 triệu euro trên năm sau thuế ở PSG. Bayern tranh Xabi Alonso với Liverpool. Theo truyền thông Đức, Bayern Munich đã sớm liên hệ với người đại diện của Xabi Alonso sau khi xác định chia tay huấn luyện viên Thomas Tuchel. Trên trang chủ, Bayern Munich đã xác nhận sẽ chia tay huấn luyện viên Thomas Tuchel vào cuối mùa giải này, dù nhà cầm quân người Đức vẫn còn hợp đồng với sân Allianz Arena tới mùa hè năm 2025. Từ nay cho đến cuối mùa giải, Bayern vẫn còn nhiều thời gian để tìm huấn luyện viên thay thế. Nhưng ngay ở thời điểm này, Hùng Sám đã tiếp cận các ứng cử viên. Trong đó,
Xabi Alonso là tên tuổi sáng giá nhất. Cụ thể, theo Sky Sports phiên bản tiếng Đức, Bayern Munich đã liên hệ với người đại diện của huấn luyện viên Xabi Alonso. Nhà đương kim vô địch Bundesliga buộc phải đi tắt đón đầu vì lo ngại nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ nhận lời mời của Liverpool. Đội bóng cũng đang tìm huấn luyện viên mới thay Jurgen Klopp. Hợp đồng giữa Xabi Alonso và Leverkusen vẫn còn thời hạn đến mùa hè 2026. Tuy nhiên, khi ký bản hợp đồng mới, trên đơn giản người Tây Ban Nha đã đính kèm điều khoản cho phép ông tự do đàm phán dẫn dắt Real Madrid, Liverpool và Bayern Munich. Đây là ba câu lạc bộ mà Alonso từng khoác áo khi còn là cầu thủ. Luxor dính chấn thương nặng. Mới nhất, trang chủ Man United thông báo Sò dính chấn thương cơ và sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Vẫn cần đánh giá thêm để xác định mức độ nghiêm trọng, nhưng chúng tôi cho rằng cậu ấy sẽ vắng mặt trong vài tháng. Điều này trùng khớp với thông tin từ The Athletic về việc Sò sẽ nghỉ 12 tuần. Chiến thắng của MU trước Luton đã không trọn vẹn. Theo đó, Luxor dính chấn thương và buộc phải rời sân ở phút cuối hiệp 1. Chấn thương của Luxor là một trong những đòn giáng vào hy vọng cán đích trong top 4 của Man United. Cầu thủ dự bị cho Sò là Tyrell Malacia đã không ra sân kể từ đầu tháng 6 năm 2023. Man United đã quyết định hủy hợp đồng mượn Sergio Reguilon từ Spurs vì tin tưởng Sò có thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Quyết định này cuối cùng lại khiến cho MU phải trả giá vì không có hậu vệ trái nào trong đội hình. Sergio mở đường cho Greenwood trở lại MU. Sergio Radcliffe đã ám chỉ rằng Mason Greenwood vẫn có thể có tương lai ở Man United. Greenwood gia nhập Getafe theo hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải vào tháng 9. Hiện tại, tuyển thủ Anh đã ghi được 7 bàn và có 5 kiến tạo sau 24 lần ra sân cho đội bóng La Liga trên mọi đấu trường mùa này. Trước đó, báo chí Anh cho hay, trong khi Greenwood bị ràng buộc bởi một hợp đồng tại Old Trafford cho đến năm 2025, Quỷ Đỏ sẵn sàng kiếm tiền từ cầu thủ học viện với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, Sergio Radcliffe có thể sẽ thay đổi điều này. Ông cho hay, cậu ấy là cầu thủ của Man United nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm về bảng bóng đá. Vì vậy, câu trả lời là vâng, chúng tôi phải đưa ra quyết định. Quy trình sẽ là hiểu sự thật chứ không phải là sự cường điệu, sau đó cố gắng đưa ra quyết định công bằng dựa trên các giá trị. Về cơ bản thì cậu ấy phải là người tốt hay không? Liệu Greenwood có thể chơi tốt cho Man United không? Liệu chúng tôi và người hâm mộ có thấy thoải mái với điều đó không? Barca bị La Liga cắt giảm chân lương. Mới nhất, ESPN cho biết La Liga đã công bố giới hạn lương mới của các câu lạc bộ ở mùa giải tiếp theo. Trong đó, Barcelona bị cắt giảm mức lương trần từ 270 triệu euro xuống còn 204 triệu euro. Đáng chú ý, kể cả khi Barca chưa bị cắt giảm mức lương trần, hóa đơn tiền lương của câu lạc bộ này cũng đã vượt quá giới hạn La Liga cho phép. Cụ thể, tổng tiền lương và khấu hao chuyển nhượng của Blaugrana hiện đã hơn 500 triệu euro. Như vậy, nhà đương kim vô địch La Liga sẽ phải giảm khoảng 300 triệu euro hóa đơn tiền lương từ nay cho đến khi mùa giải mới bắt đầu. La Liga quyết định trần lương cho các câu lạc bộ dựa vào doanh thu, chi phí thể thao và nợ của mỗi đội bóng. Chủ tịch Juan Laporta đã rất cố gắng tăng doanh thu bằng việc bán các phương tiện truyền thông của câu lạc bộ. Tuy nhiên, UEFA không chấp nhận phương pháp này và đe dọa cấm Barca tham dự Cúp châu Âu. Barca buộc phải tìm cách giảm bớt cầu thủ để có thể giảm quỹ lương. Không nhiều khả năng Blaugrana chia tay Gundogan, nhưng rất có thể họ sẽ bán De Jong và Lewandowski ở mùa hè tới. Đặc biệt, De Jong là người hưởng lương cao nhất và cũng đang được nhiều câu lạc bộ dòm ngó.